Hiện tại có một người xưng là anh em hay là dòng họ bên ba cha con vậy đó, là tố ba cha con lừa đảo, nói không đúng sự thật là có tiền tỷ xây nhà hết 800 triệu. Cô biết thông tin là người cha là bán đất là khi nào và bao nhiêu tiền không? Điều con lo sợ nhất bây giờ là gì? Dạ, điều con sợ nhất là sợ là cái căn bệnh của ba nè, là không biết sống tới bao lâu nữa. Mà con sợ nhất là lỡ mai đây rồi không có ba thì hai chị em con không biết là phải như thế nào nữa. Nhiều lúc cũng suy nghĩ cũng muốn chết rồi, nhưng mình nghĩ lại nhìn hai đứa con mình đâu kịp. Là con muốn lấy thận của mình để hiến cho ba mình luôn hả? Thì nếu như có thể được thì con muốn luôn. Nếu như mà hai chị em, nếu như mà ai mà có cùng nhóm máu đồ với ba nói chung là phù sẽ hợp đúng không con? Dạ, thì sẽ tự nguyện. Con cũng bị ganh tị, tại vì mấy bạn có cha có mẹ, còn con thì con không có mẹ. Ở Đồng mến chào quý cô chú chị và tất cả các bạn. Chào mừng quý cô chú chị và các bạn đến với video tiếp theo của Đồng. Lời đầu tiên, Đồng lời chúc sức khỏe tới quý nhà hảo tâm quý cô chú chị và các bạn. Hiện tại Đồng đang có mặt ở Đức Hòa thuộc tỉnh Long An. Hôm nay thì Đồng ghé thăm lại hoàn cảnh của cô gái 16 tuổi muốn dùng một bộ phận cơ thể để cứu lấy ba. Hoàn cảnh thì rất là thương tâm, kể từ ngày mẹ qua đời thì người cha thì mắc căn bệnh thận giai đoạn cuối. Ở video trước thì khi Đồng tới thăm quý cô chú chị rất là bất ngờ luôn. Đó là ba cha con đang xây dựng một căn nhà rất là hoành tráng, rất là lớn luôn. Khi Đồng đăng tải video lên thì Đồng nói là hỏi cha con là không biết là trúng số hay gì mà xây nhà lớn như vậy. Điều đặc biệt là sau khi Đồng chia sẻ video lên thì nhận được những cuộc gọi, những dòng tin tự xưng là anh em hay là họ hàng gì của ba cha con và tố ba cha con lừa đảo. Thì Đồng cũng trao đổi nói tại sao lừa đảo. Thì người đó chia sẻ là đây trong điện thoại của Đồng này còn đầy đủ thông tin. Người đó chia sẻ là ba cha con có số tiền tỷ và xây nhà này hết gần 800 triệu. Để hiểu rõ câu chuyện như thế nào, bây giờ Đồng kính mời quý nhà hảo tâm, quý cô chú chị cùng đồng hành cùng Đồng ở video này nhé. Hôm nay thì Đồng biết được thông tin là cái ngôi nhà cũng gần xong rồi quý cô chú chị ạ, gần hoàn thiện rồi. Và điều đặc biệt là hiện tại trong máy của Đồng đây còn có những dòng tin này, là nói là giống như là bà con bên ba cha con và tố ba cha con là lừa đảo. Ba cha con là có số tiền tỷ và xây nhà hết 800 triệu. Không biết thì thực hư câu chuyện này như thế nào, thì nghe xong thì rất là hoang mang luôn á. Tỷ mấy? Dạ. Có. Ý là cô biết thông tin là người cha là bán đất là khi nào và bao nhiêu tiền không? Nghe nói tỷ mấy đó chứ cũng đâu có biết, tại vì đất nó bán mình đâu có, tại vì kêu bán cũng lâu rồi nhưng mà chắc đất rẻ rồi không có người mua đó nên bán không có được. Dạ. Với là nó hồi lúc đầu thì nó, tại vì có cái nhà mà lâu quá không có tô, cái bị gạch nó bị mục. Dạ. Nên nó cũng muốn bán đất tô cái nhà của nó cho nó xong để lỡ nó có nằm xuống thì hai đứa con nó có chỗ ở. Dạ. Thì nó cũng tính cái đường tay đường dài cho con nó, nói cho Đồng hiểu để rồi mình không có lái cái tấm lòng của Mạnh Thường Quân đi nó lệch quá xa. Dạ. Chứ còn thiệt chứ không phải cô nói để rồi cô than, nhưng thực ra Việt kiều ai cũng làm hai ba chớp đâu á. Con hiểu mà. Ở Việt Nam cái. Dạ. Con hiểu là ví dụ như ông bà cô bác ở trong cũng như ngoài nước cũng vậy, Việt kiều cũng vậy, cũng thương đồng bào mình thì tích góp người đồng vậy gửi về để giúp đỡ, chứ ai cũng phải làm vất vả mới có được đồng tiền đó cô. À đúng rồi, với làm cái lúc mà người ta khó khăn mà mình giúp người ta vui mình cũng vui. Dạ. Với là mình
như là mình bọn chút đức để lại cho con cháu thôi, chứ cũng không có cái gì lớn. Đó cũng là trong cái tầm khả năng của mình. Thí dụ như mình nhịn uống ly cà phê hay là ăn tô phở, thì cho ra tô phở bên đây thì Việt Nam, cho ra Việt Nam thì cũng đỡ. Thành ra người ta chỉ làm mỗi người nó, thí dụ như cho dù họ có khả năng đi thì họ cũng phải trải qua một giai đoạn dài cực khổ, rồi phải phấn đấu dữ lắm nó mới được bình thường. Đúng rồi cô. Chứ đâu có không cái ảo lắm mất gì đâu mà mình có liền. Dạ đúng rồi. Như cô qua đây là 1 năm rồi mới mua được căn nhà này, mà bây giờ trả vẫn còn thiếu 70 năm. Dạ. Trả 1 tháng 1.200 mà tiền nhà có 400, còn 800 vô tiền bảo hiểm, tiền lời nhà băng gì hết đó mà chưa có lấy được cái giấy tờ nhà về. Dạ cô ơi, theo con suy nghĩ á, ví dụ như theo con suy nghĩ á cô, ví dụ như người cha trước đó khó khăn thì ông bà cô bác giúp đỡ rồi, nhưng mà sau này mà mình bán được đất thì mình cũng nói thật đi là giờ tôi mới bán được lô đất nhỏ nhỏ, tôi sửa nhà, sau này tôi có mất thì con còn có cái nhà, cũng không ai trách móc gì người cha hết. Đúng đó, cái đó là cái thiếu thành thật đó. Dạ. Rồi nói chung đúng ra là cái ông linh mục ở Mỹ Hạnh á, ông cũng giúp nó, ông cũng còn giúp dữ lắm á. Dạ. Thì cái khoản giúp như vậy để cho mấy đứa nhỏ nó đỡ nhẹ, nó đỡ lo cái là nó không có sợ cơm áo gạo tiền. Dạ. Thì cũng thương. Nói chung người cha nói vậy cũng có lý á cô. Khi con được nghe người cha tâm sự á, người cha nói là anh giờ có tiền bao nhiêu thì anh ráng làm cái nhà cho hai đứa người con, anh thì không biết mất khi nào. À, để anh an tâm á, lỡ anh có mất thì con cũng có cái nhà chắc chắn ở vững chãi về sau. Con thấy suy nghĩ người cha vậy rất là tốt. Nhưng mà nếu mà người cha mà thành thật hơn, nói là cái tiền này trước thì anh khó khăn thật, nhưng mà gần đây thì anh có cắt một miếng đất kế bên anh bán thì được số tiền nhiêu đó, anh cất cho hai con cái nhà. Nói thật vậy thì ông bà lại thương hơn nữa chứ đâu phải ghét gì đâu. Đúng, là người ta thương thì người ta biết mình thành thật. Dạ. Yeah. Thì cũng gì với cái tâm lòng nó nói cho đúng ra nó cũng không biết là nó sống ngày nào rồi nó chết ngày nào, nên nó lo như vậy thì cũng tốt. Yeah. Nó lo như vậy thì cũng lo, con nó thâu thì cũng được đi, nhưng có cái là nó giấu, nó khoe, nó bán đường tỉ mấy thì nó sợ là đủ tiền cất nhà rồi mạnh thường quân không cho tiền cất nhà nữa. Yeah. Thì cũng cái dòng lẫn quẩn, sợ nói có tiền là đủ cất nhà rồi mạnh thường quân không giúp nữa. Nhưng mà mạnh thường quân người ta thương là ta thương phần đông, chắc người ta thương cho cái bệnh, chứ là ta thương hai đứa nhỏ, cái gì cũng đòi hỏi mình lấy cái tâm mình xài trước thì người ta, thì cái tình thương người ta chân thật nó đến với mình, chứ là cái gì cũng vậy. Yeah. Mình chân thật thì ông trời ông ban mình nhiều cái phước khác. Hôm nay thì thấy ngôi nhà của ba cha con cũng... Chào anh. Hôm nay thì thấy ngôi nhà ba cha con gần xong rồi, rất là đẹp luôn. Nhà đẹp quá. Cho em kẹp cái mic ấy. Rồi hôm nay thì em quay trở lại thăm, nói chung là sẵn tiện thăm cái hoàn cảnh bên kia. Dạ. Thì cũng có cô chú gửi tiền cho ba cha con em ghé thăm lại xem cập nhật tình hình nhà cửa. Dạ. Như thế nào, rồi là xem quay như thế nào cho ông bà cô bác biết luôn á. Dạ. Hôm nay thì nhà cũng gần xong đấy. Dạ, cho tham quan được không anh? Dạ được. Ôi dạ, đẹp quá. Lúc nãy anh xuống là em cái anh chị ở dưới Sài Gòn á lên còn cái này nè, anh dắt đi mua gạch. Kêu đi chọn gạch cho anh. Bây giờ bên này thì em có thấy là hàng ba và ở đây để một cái bức bình phong luôn này. Dạ. Cái là mình trang trí cho đẹp hay sao anh? Cái đó để cho con nó nhớ cái của cha. Cha mẹ, nước biển mênh mông, đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lồng, không phủ kín tình công cha hả? Em thấy là cái hàng ba này làm cũng rất là chắc chắn nha. Dạ. Cái cột này rất là đẹp luôn này. Dạ. Đó. Nhà hôm nay là gần như là gần xong rồi. Gần xong rồi anh. Còn cái này chờ cái anh chị anh lên anh
ảnh coi á, còn thiếu cái nào rồi ảnh lên bữa nay chủ nhật ảnh nghỉ á. Qua là phòng khách này rộng dữ ạ. À? Dạ. Mấy mét đây? Này 6 mét. Trời ơi, trên nó đẹp cực kỳ luôn quý cô chú anh chị kìa. Cái này là mình thiết kế hay là bên thợ thiết kế mà đẹp chứ ấy? Thợ nó làm hết. Ôi em không ngờ là nhà đẹp luôn. Dạ. Cực kỳ đẹp luôn á, như biệt thự luôn. Ôi cái cửa sổ rộng quá trời luôn. Dòng chứ. Rồi cái này mình dán gạch cao là một 1m6. 1m6 luôn hả? Dạ. Ôi giời, nhìn cái lò phòng rất là đẹp luôn quý cô chú chị ạ. Có gắn quạt trần luôn kìa. Hai phòng ngủ hả? Dạ hai phòng. Wow, phòng ngủ là có nhà vệ sinh trong luôn này. Dạ có toilet mà để tắm rửa. Ôi hiện đại dữ luôn á. Dạ. Ôi lắp máy lạnh luôn hả? Dạ. Phòng ngủ là đồng thời là có nhà vệ sinh trong luôn này. Gắn hết máy lạnh luôn này. À, dưới này thì cũng cái hàng ba cũng gắn gạch cao luôn ha. Rồi bất ngờ luôn ạ. Cũng cảm ơn vợ chồng anh chị ở Gò Vấp. À, vậy là bên này là phòng thêm một cái phòng nữa này. Phòng này cũng phòng ngủ luôn đấy. Phòng ngủ luôn. Ủa, em thấy là mỗi phòng ngủ là có một cái nhà vệ sinh trong luôn hả? Dạ đúng rồi. Là đầy đủ hết rồi, khép kín trong luôn. Dạ. Ủa sao mình không làm ngoài cho nó bớt kinh phí, mình làm trong luôn đấy. Tại vì cái ở trong nó cũng như vậy thôi. Đây mình thí dụ như mình mới buồn mình bệnh đau. Dạ, đây là một gian nhà bếp này, rất là rộng luôn á. Nhà bếp này em nghĩ là 3 mét mấy, 4 mét hả? Này 4 mét. Ừ. Có đổ cái chữ L để nấu ăn luôn này. Dạ. Ôi đẹp quá. Thật sự luôn, em bất ngờ luôn. Bữa hôm em nghĩ là dạ, chỉ là xây cái nho nhỏ thôi, nhưng mà lên là chỉ xây với chân nước thôi. Rồi cái ảnh lên cái anh nói sâu á, thôi sẵn làm luôn mà gạch. Là anh nào? Anh nào ấy? Vợ vợ chồng anh chị ở Sài Gòn hôm mà để hỗ trợ lên đây mà thấy á. Dạ. Rồi anh cho thêm nó phát sinh được cái làm đi rồi anh giúp đỡ. Rồi cái còn cái nền em đâu có còn tiền đâu. Cái em báo nó giờ còn cái nền, nó để anh chị lên coi nè, sáng này lên nè, hai vợ chồng lên. Dạ. Lên là dắt em đi lên tránh mua. Sau này có nữa, anh còn nữa hả? Dạ, cái này là toilet riêng ở ngoài. Ui dạ. Sau này còn một khoảng không nữa quý dạ, cô chú chị này. Và hai nhà vệ sinh luôn hả? Dạ hả. Em nói cái này nhà tắm, bên đây nhà cầu. À nghĩa là bên bên phải này. Dạ. Sẽ là nhà tắm. Ôi rộng quá. Bên này là nhà vệ sinh hả? Dạ. Riêng biệt vậy luôn. Sau này là khoảng trống là mình nấu ăn hay sao anh? Để phơi đồ rồi. Ôi dạ. Dạ. Rồi hai bé này đi đâu rồi? Ở ngoài. Thì mình xuống thăm hai bé đi. Dạ. Ở nhà giờ nay cũng gần xong hết rồi. Dạ cũng gần xong rồi. Chú nè, tái nè. Ôi hai con. Dạ chào chú. Đây kìa, con chào ông bà cô bác đấy con này. Dạ con chào ông bà cô bác với lại cái Mạnh Tường Quân. À. Hôm nay thì sao rồi, qua đây này. Lùi qua đây xíu. Hôm nay có đi học gì không hay là nay nghỉ học rồi? Dạ nay con vẫn đang nghỉ hè. Ngày mai con bắt đầu vô trường. Dạ. Dạ. Ok đi không sao. Là ngày mai là đi học là sao đó con? Đang hè mà. Dạ ngày mai con vô trường sinh hoạt. À, con gái nhỏ thì sao? Dạ em. Dạ con chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các Mạnh Thường Quân. À dạ ngày mai con cũng vô trường sinh hoạt. Quên là chuẩn bị đi học này hả con? Dạ. 17 tây tháng 7 là bắt đầu vô trường để mà bây giờ sinh hoạt hè đó rồi đặng thầy cô thông báo rồi cái ngày nào vô học á. Ừ. Mình ra ngoài này cho nó rộng xíu cũng được. Đây trong này nó ra đây cho mát nè. Nay mới đi thăm một vòng nhà thấy là nó đẹp quá trời luôn á. Dạ. Hả? Nhà vậy con thấy đẹp không? Dạ đẹp. À hôm nay thì em thăm trở lại anh nhé. Cũng thông tin với anh thế này. Anh xuống đây đi. Là bữa hôm em có quay nhà anh lên á. Dạ. Thì em không biết là có một người phụ nữ là nói là bên bên anh em của anh gọi nhắn tin gọi điện cho em và chia sẻ một điều cực kỳ sốc luôn. Cái này là em chỉ hỏi anh thôi nhé. Nếu mà có thì
Có sao thì anh nói vậy, có thì anh nói có, không thì không, nếu mà không phải thì em cũng xin lỗi anh nhé. Trước khi em nói vậy á, tại vì từ đầu em xuống đây giúp đỡ ba cha con là giúp ba cha con khi mà mẹ mắc, cha bị bệnh á. Thì có hôm em có quay lên video lên nói là ba cha con không biết là trúng số hay sao mà xây nhà lớn như vậy. Thì khi em về đăng tải video lên thì nhận được một cái tin, dòng tin đây. Bây giờ em sẽ đọc cho anh nghe luôn nhé. Có sao em đọc vậy, và để người đó cũng nói là đừng có nói tên người đó và không có cho biết số điện thoại. Đây, em đọc từ đầu nha anh. Đây, thầy Giáo Đồng ơi, tôi vừa xem video của thầy á thì nói có một dòng tin như thế này. Thầy Giáo Đồng ơi, nhà đó không phải Mạnh Thường Quân cho ba cha con đâu, mà người cha bán đất được hơn 1 tỷ xây nhà hết 800 triệu. Đây, em xin chia cái số điện thoại này. Không, đây này con gái, thầy không bao giờ nói xạo ấy ha. Này, ở đây nè, thầy giáo ơi, nhà đó là bán đất xây nhà mà nói Mạnh Thường Quân giúp không có đâu. Đây, dưới này nè, là nhà bán đất 5 mét được 1 tỷ xây nhà hết 800 triệu. Đó, quý cô chú chị là hiện tại là cũng chia sẻ với anh là hiện tại với hai con như thế này này. Hiện tại có một người xưng là anh em hay là dòng họ bên ba cha con vậy đó, là tố ba cha con lừa đảo, nói không đúng sự thật là có tiền tỷ xây nhà hết 800 triệu. Không, trước tiên thì anh cứ chia sẻ đi, khi mà anh nghe được những cái dòng đó thì anh cứ chia sẻ trước tiên là anh nói đi. Thì mọi người nói thôi chứ đâu có lừa đảo gì đâu. Mình lấy cái lừa đảo đó ra để mình chống hay sao? Em đâu có sợ đâu. Không, em cũng rất là bất ngờ khi mà em nói chung là khi mà cha con mà xây được nhà thì ai cũng vui, ai cũng mừng hết. Nhưng mà khi mà em đăng tải video lên á thì về lại em lại nhận cái dòng tin vậy nè. Không những một tin mà anh con thấy nhiều tin không? Nếu mà một tin thì em không nói, nhưng mà họ nhắn tin rất là nhiều và khẳng định là hoàn toàn là sự thật. Và em mới hỏi là có thể gặp mặt được hay không, thì người này nói là bên anh em của anh nên không có tiền ra mặt. Là họ nói như thế này, quý cô chú chị, nói là không phải Mạnh Thường Quân ở Gò Vấp giúp đâu, mà ba cha con bán lô đất được 1 tỷ xây nhà này là hết 800 triệu. Em biết rồi. Mà em cũng vẫn còn đây, anh lên anh quay đi chào anh cũng biết rồi. Không, em nói thực sự là khi mà em nghe tin này em cũng khá là sốc. Mình em mới nói ủa sao ba cha con có số tiền lớn như vậy mà sao lại không, ví dụ như có bán được đất mà có số tiền lớn vậy, sau này mới bán được, sau này mà nói ra thì cũng không ai nói gì ba cha con. Có gì đâu. Thì hồi đó thì khi mà anh lên ban đầu là sao, đất của sao em cũng còn y vậy. Thì cái câu chuyện này có không anh? Anh cứ chia sẻ thật đi. Không có, ngoài ra không có. Còn cái chuyện người ta nói về chuyện của họ em đâu có làm. Không, anh hồi nãy em cũng không phải là em tự đặt ra, mà hồi nãy anh có em đó, em thấy em biết mà. Thậm chí cái bữa anh lên anh quay là em cũng biết rồi, em cũng biết ai nói rồi. Anh cứ yên tâm, không có chuyện đó đâu. Không, nói chung là sáng tiền hôm nay thì em thăm cái hoàn cảnh vào gần đây á, thì em thăm lại ba cha con luôn để hỏi á, là nói là gia đình con là giống như là bán đất được 1 tỷ xây nhà này hết 800 triệu. Tại vì cái hôm mà chú quay thì cũng có nhiều người ta đi ngang đi qua đi lại, rồi từ cái hôm nhà con xây cũng có nhiều người dòm ngó, rồi có người còn nói chung là có những thứ không có nữa mà họ cũng nói gần xa luôn á chú. Rồi như là ví dụ như bà con đi đám á, là bà con nghe kể, nhưng mà có chuyện không có thiệt luôn, nhưng mà không biết người ta nghe như thế nào mà người ta có thể kể cho bà con nghe. Ý là kể câu chuyện sao? Dạ, như là ở nhà con, rồi ba cha con, như là bà con á, nói chung bà con cũng không có kể ra cụ thể, bà con chỉ nói là người ta kể câu chuyện đó ra, xong bà con
cũng không có làm được gì, tại vì bây giờ nói ra thì người ta cũng nói là bà con là bao che cho nhà bạn, cho nhà của con. Ý là người ta kể câu chuyện như thế nào, là nói về vấn đề gì? Dạ cũng nói về vấn đề nhà cửa của con nè, rồi từ thiện đồ. Từ cái hôm chú từ thiện thì người ta cũng nói ra nói vào cũng nhiều lắm mà. Đó là mà nhà con thì bị nói rất là nhiều luôn, nên là bây giờ ba con chỉ là chăm vào sức khỏe với lại cho hai đứa con thôi chứ ba con. Ý là nói vấn đề như thế nào, nói là nhà mình không lừa đảo hay sao? Dạ. Nói ra thì nói già kiểu như là cái người mà khổ thì người ta khổ hơn mà không đi giúp, mà đi giúp cho ba cho con em như vậy người ta ghét thôi chứ không có gì hết. Nhưng mà thực tế khi mà em thăm đây thì thứ nhất là mẹ hai bé mất này, rồi anh thì bị thận gia đình cuối đây thì vết tích có này chứ không là có lấy ra mà đi theo dõi để em sống đâu. Thì người ta từ thiện cho em thì những em mang cái lọc của người ta, mang cái nặng của người ta, cái gánh nặng của người ta. Còn cái chuyện người ta nói cái miệng đời ai nói gì cũng được cái đó, em không về em không quan tâm cái đó. Nói chung là khi mà em nghe được người ta gọi cho em, nhắn tin cho em á, nói là thầy Đồng ơi, ba cha con mới bán đất có tiền tỷ đó, xây nhà này 800 triệu cơ. Em nghe thực sự là rất là hoang mang luôn. Mà nhà này chắc xây làm gì tới 800. Cái chuyện ta nói chứ. Có khi người ta đôn giá lên rồi chua chứ nhà con. Nói chung là em giờ không biết nói sao luôn á. Nhưng mà nói chung là khi mà thấy ba cha con xây nhà được thì em cũng mừng cho ba cha con, rồi không biết là tiền ai giúp hay là như thế nào, nhưng cũng rất là mừng cho ba cha con luôn á. Em cũng không quá quan tâm đến vấn đề đó, tại vì là có người tự xưng là anh em bà con của anh và nói là thế này thế kia, là tiền có tiền tỷ trong tay xây nhà hết 800 triệu thì sẵn tiện em xuống đây cũng muốn hỏi ba cha con luôn á cho nó rõ ràng á. Tại khi mà bữa anh xuống cái đợt đó là em biết ai nói rồi, nhưng mà thôi người ta không ra mặt thôi, chứ mình nói chi cả, người ta nói tội nghiệp cái khẩu nghiệp của họ thôi chứ mình đâu có làm gì họ đâu, họ nói chứ mình quan tâm chỉ cái chuyện người ta đã nói. Mà ngôi nhà này là có mạnh được quân giúp là có thật đúng không? Có thật. Dạ, có thật đúng không cái? Dạ có, cái chú vật liệu xây dựng á, chú giúp luôn á chú. Nếu mà không tin, nếu như mà mọi người kiểu cũng đoán này đoán nọ thì dạ anh cứ lên vật liệu cầu bằng với gạch gian tường Minh Chiến. Em không hiểu tại sao, không biết tại sao là người đó lại nhắn tin và liên hệ cho em là nói tố ba cha con lừa đảo, em không hiểu luôn. Thì thầy không biết là giữa anh với người đó có mâu thuẫn gì hay không, có tranh chấp gì hay không. Em ở đây là em không có tranh chấp mà cũng không có mâu thuẫn với ai đó, tự người ta ghét em thôi chứ em cũng không có làm, người ta không có đụng chạm với ai đó. Nói chung là quý cô chú chị mà khi mà giống như hồi nãy Đồng chia sẻ, khi mà thấy được ba cha con mà từ ngôi nhà mà siêu vẹo không tô mà sau đó được ngôi nhà đẹp như bây giờ thì ai cũng mừng cho ba cha con. Đồng không biết ai giúp cho ba cha con hoặc là cha con có số tiền từ đâu ra, nhưng cũng chúc mừng cho ba cha con. Còn cái việc mà Đồng giúp đó, giúp được đó là giúp cho hai bé học tập này, giúp cho anh chữa bệnh. Còn những cái vấn đề mà Đồng có thắc mắc thì Đồng cũng nãy giờ cũng chia sẻ với anh rồi. Thì giờ em cũng không có giải thích gì nhiều, nhưng mà đó là hai chỗ đó là để tài trợ cho em vật liệu gạch đăng ký nội thất Minh Chiến. Lại chi nhánh nó ở Hóc Môn tới hai cái. Vậy là cái người mà thắc mắc nói là anh có tiền tỷ trong tay xây nhà hết 800 triệu mà không tin thì cứ đến đó để hỏi anh ha, hỏi xem là có giúp đỡ hay không. Còn vật liệu cao bằng thì kế bên. Kế bên hôm nay trên đường đi ra cũng gặp vật liệu cao bằng. Nói chung là nếu mà hôm nay em có ghé thăm hỏi vậy, anh có buồn gì em thì cũng mong anh bỏ qua nhé. Tại không vì có buồn. Tại vì cái người này xưng là anh em của anh. Nếu mà người ngoài hay ở đâu xa mà nói lông, nói phong lông thì em không nói, nhưng mà người này là tự xưng là anh em họ hàng với ba cha con và mong thầy đừng có nói tên ra. Dạ em biết mà. Dạ. Em đâu có buồn gì hết, em mang ơn thầy, em đâu có buồn gì đâu. Không, nói chung là miệng đời người ta nói mình cứ bình thường thôi chứ đâu có gì đâu. Dạ. Nói chung cái gì cũng phải rõ ràng, ví dụ như họ đã
liên hệ được cho em chia sẻ như vậy. Thì họ sẽ liên hệ cho nhiều kênh để chia sẻ như vậy, nói ba cho con nó như vậy. Thì em cũng muốn tìm hiểu nó câu chuyện như thế nào á. Ví dụ như ai nói gì nói, mình làm cho đúng lương tâm là được anh ạ. Dạ. Thì sáng thì hôm nay quay về đây này thì cũng muốn cập nhật lại tình hình ba cha con á. Thì căn nhà hiện tại cũng gần xong rồi anh, chắc mấy hôm nữa là khoảng tuần hai tuần nữa xong anh. Dạ cũng gần xong anh, mà tại chờ bên cái anh chị mà để mà lót nền nữa là nó lên nó kêu đi chọn á. Những ngày qua mà con gái ra đây, những ngày qua mà khi nghe những cái thông tin mà người ta nói ra nói vào về ba cha con thì con sao, con buồn? Dạ con cũng buồn lắm. Tại con không có biết được là cái người đó có giúp đỡ được ít gì cho gia đình con không, nhưng mà người ta lại nói cho ba con vậy thì con thấy cũng thương tội cho ba con nữa. Tại vì chuyện ba con không có làm mà người ta nói ra. Mà dùng cái từ rất là nặng nha. Tố ba cha con lừa đảo. Lừa đảo để được nhiều tiền mạnh thường quân hơn. Đó. Với lại cũng anh chị dòng họ của ba con chung máu mủ với ba con mà nói ra vậy con cũng buồn. Không phải như vậy mà. Ba khẳng định như vậy không phải. Sao nói là anh em bên anh á? Tại người ta lấy cái danh vậy chứ không có ai mà nói như vậy. Đã anh em đây còn chung tay vô với cái nhà của em nữa mà làm sao mà nói đi nói chuyện như vậy. Nói chung thôi thì cũng chúc mừng cho ba cha con sắp có nhà mới ha, khang trang, nhà rất là đẹp luôn. Nha, chúc cho hai con học giỏi á. Thì sẵn tiện bữa hôm thì đợt trước em có trao, thì sau khi em trao xong thì có một chị nước ngoài gửi về tiền số tiền về muộn á, thì sáng tiện hôm nay xuống đây thì em trao cho ba cha con luôn. Rồi bữa hôm thì em đã trao cho ba cha con là hai lần là tổng là 42.400.000 đúng không anh? Hôm sau thì có chị Phương Trần là gửi là 50 USD, gửi nó về chưa kịp đợt đó, thì em cũng chưa kịp trao đợt đó, đợt này xuống thì em trao luôn 50 USD, đổi ra là 1.250.000 đồng. Thì sẵn tiền hôm nay thì đi ngang vừa ghé thăm hoàn cảnh trên kia thì em cũng trao lại cho anh luôn ha. Thì như đã chia sẻ thì đồng cũng không muốn tìm hiểu sâu với cô chú chị ạ. Đồng chỉ giúp cho ba cha con hỗ trợ được một phần nào trong cuộc sống thì hỗ trợ anh nhé. Kết nối những mảnh đời bất hạnh tới những quý nhà hảo tâm thôi. Một lần nữa thì chúc ba cha con thật nhiều sức khỏe, chúc cho hai con học giỏi nha. Chúc cho quý cô chú chị, quý nhà hảo tâm thật nhiều sức khỏe. Đồng và gia đình chào ông bà cô bác.